Để chủ động ứng phó với những diễn biến phức tạp khó lường của dịch COVID-19 thì Liên đoàn Lao động của tỉnh Thanh Hóa đã đề nghị các doanh nghiệp thành lập tổ an toàn COVID-19. Đặc biệt, các doanh nghiệp có đông công nhân trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, có phần ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh và thúc đẩy sản xuất phát triển kinh tế. Ghi nhận của phóng viên tại tỉnh Thanh Hóa. Công ty này có số lượng công nhân đông thứ hai trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với gần 17.000 người, thế nên công tác phòng chống dịch được đặc biệt chú trọng. Hiện công ty đã thành lập 235 tổ an toàn COVID-19 với 275 thành viên nhằm nhắc nhở, giám sát người lao động thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch. Khi mà xây dựng tổ an toàn COVID này thì sẽ gắn trách nhiệm cho các đồng chí là tổ trưởng tổ công đoàn đấy, trực tiếp làm tổ trưởng tổ an toàn COVID để các đồng chí sẽ tuyên truyền cho công nhân lao động có nhận thức hơn về cái sự mức độ nguy hiểm cũng như là tuân thủ tốt các cái quy định của công tác phòng chống dịch bệnh để làm sao cho đảm bảo an toàn nhất trong công ty. Đến nay đã có hơn 100 doanh nghiệp tại Thanh Hóa thành lập tổ an toàn COVID-19. Theo đó, mỗi tổ sản xuất, xưởng, truyền hoặc bộ phận tương đương thành lập ít nhất một tổ an toàn COVID-19 hoạt động kiêm nhiệm. Thành viên của tổ là người lao động trực tiếp làm việc tại tổ sản xuất, có am hiểu về công tác phòng chống dịch bệnh. Tổ an toàn COVID-19 có ít nhất 3 thành viên hoạt động dưới sự quản lý, hướng dẫn trực tiếp của Ban chấp hành công đoàn cơ sở. Tổ an toàn COVID của chúng tôi được sự hậu thuẫn, hỗ trợ rất tích cực của ban lãnh đạo công ty. Đó là về thời gian, là về điều kiện cơ sở vật chất. Khi mà thành lập cái tổ an toàn phòng chống COVID thì vai trò của nó sẽ là trực tiếp là phòng dịch ngay tại các cái tổ sản xuất, ngay tại các cái dây chuyền sản xuất, các cái xưởng sản xuất, mà từ những cái việc nhỏ nhất, từ cái việc là thực hiện 5K cho đến các cái hoạt động kiểm soát từ lúc bắt đầu sản xuất cho đến lúc mà kết thúc các cái thời gian sản xuất trong ngày. Và cái tổ này là có cái điều sẽ giúp mà hỗ trợ trực tiếp cho chủ sử dụng lao động để mà phát hiện các cái hoạt động và có thể là đề nghị chủ sử dụng lao động là xử lý những trường hợp mà vi phạm các hoạt động trong phòng chống dịch. Bên cạnh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trong các doanh nghiệp, các cơ quan chức năng tại Thanh Hóa cũng tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý chặt chẽ công nhân làm việc trên địa bàn, hạn chế tiếp xúc, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết và phải đảm bảo nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch ngay tại nơi sinh sống.